Hello chào tất cả anh em, hôm nay đã là ngày mùng 2 tháng 3 âm lịch thì tiếp tục hôm nay thời tiết Thái Bình bắt đầu nó có sự ảnh hưởng nắng thì Duy Nghĩa tiếp tục làm video để chia sẻ cho anh em phun thuốc tiếp theo đó là sâu đục thân. Thì mấy ngày vừa rồi trên toàn bộ cây mai nhà Duy Nghĩa xuất hiện sâu đục thân rất nhiều, sâu tơ và sâu quấn lá. Thì trước khi vào chủ đề chính thì Duy Nghĩa quay đây là một cái cây thường video Duy Nghĩa đăng lên cho anh em xem, là cây phá bầu thì hôm nay là lá tốt rồi, rất là ok rồi, tỷ lệ đạt 100% rồi. Đấy, thì có bông hoa gió nở này anh em này. Đấy. Và toàn bộ cây trong vườn nhà Duy Nghĩa đã bung chồi nảy lọc rất là đẹp, ok rồi. Cây này là Duy Nghĩa phá tàn lại để làm lại cốt này. Đấy, cắt đôn ngọn này. Đấy. Quay qua cho anh em xem thì qua đợt mưa lồm ẩm vừa rồi thì xuất hiện nhện và sâu đục thân này anh em xem. Đấy, sâu đục thân và sâu tơ quấn lá này anh em. Đấy, nó bị đấy. Thì hôm nay là thời tiết tạnh giáo thì buổi chiều ngày hôm nay Duy Nghĩa tiếp tục quay clip và chia sẻ cho anh em là phun thuốc bệnh đó là sâu, trừ sâu đục thân và sâu quấn lá, sâu tơ. Đấy. Thì đây cây này Duy Nghĩa cũng đôn lại ngọn này. Đấy. Và một số cây nữa là kín tàn, kín hết rồi. Đấy, ấm tàn rồi. Và thời gian này thì Duy Nghĩa cũng chia sẻ anh em là chưa bón được phân NPK nhé. Đấy, giờ chỉ anh em cứ căn cho em là trên cây mai xuất hiện bệnh gì thì anh em phun. Thứ nhất là đầu tiên là bọ trĩ này. Đấy, và nhện, và lần này là Duy Nghĩa phun lần thứ 3 tiếp tục là sâu quấn lá, sâu đục thân, sâu tơ. Thì có một số cây đã chuyển sang lá màu mánh tẻ rồi. Đấy. Thì có một số cây muộn cũng như cây này. Đấy, bắt đầu là Duy Nghĩa đôn lại ngọn này. Đấy, thời tiết hành ấm áp thì tiếp tục là Duy Nghĩa sẽ hôm nay là sẽ phun sâu đục thân. Đấy, thì nhân tiện đây thì Duy Nghĩa sẽ chia sẻ cho anh em là những cây mà chúng ta đôn tàn, bấm tàn thì nó sẽ xuất hiện những cái mà chi nó sẽ ra dày rít thì anh em có thể tỉa. Ví dụ những cái chi này là cho đám là cành này là 3 thì anh em sẽ tỉa bớt một cái này đi này. Đấy. Rồi để cho nó hợp lý, cành nào nó hợp lý thì để anh em có thể tỉa bớt những cái này đi nhé, để nó tập trung dinh dưỡng nó nuôi. Những cành nào mà nó ở bên trong, ví dụ như cành này chẳng hạn, nó ở dưới này thì anh em tỉa cho em này, còn ở bên cạnh thì anh em để một chi thôi, chẳng hạn như là một ba cành tập trung thì anh em để một thôi, hoặc là hai chi cho nó hợp lý cân đối với cái form tàn của mình. Ở trên này anh em nên để ngang nhé, để ngang giữa hai này, còn trên này em không vứt đi này, bỏ đi này. Đây này nó xuất hiện sâu thân, sâu quấn lá này anh em này. Đấy, như cây này nó bị bệnh này. Đấy, nó xuất hiện như cây này vừa Duy Nghĩa đã quay thì này nó ăn, nó đục thân cho đám này nên nó mất cái chỗ ngọn này. Đây, giờ phải Duy Nghĩa phải để làm lại cái mầm này. Đấy. Và quay qua cho một số, và chủ đề chính là Duy Nghĩa sẽ quay cho anh em xem là một cái cây này, sáng nay cây bị bệnh. Đây, chính là cái cây này. Nó ăn mất ngọn luôn. Cụt ngọn luôn à. Cụt ngọn của cái cây này đây này. Cho vừa phải cháu phải cắt đây này. Đây này, chính là cái ngọn này luôn này. Nó là sâu đục thân này. Đây này. Là nó là cái ngọn này này anh em này. Đấy, Duy Nghĩa phải cắt đây để đón cái mầm ở đây lên. Đây này. Đón cái mầm ở đây lên để Duy Nghĩa bắt lại cái ngọn đây này. Anh em xem này. Đấy, đây, chuông này. Đục thân này. Đấy, đục thân đây nó héo cành luôn này. Héo lá luôn này. Đấy, Duy Nghĩa phải cắt luôn. Đấy, đục thân này. Và nó ở thân của cái con này đây. Không, chỗ đây không phải chỗ. Đây này, nó ở chỗ này nữa này. Đây là chuông bên này. Anh em nhìn tinh thì ở đây có cái lỗ này. Đấy. Thì Duy Nghĩa phải bơm thuốc nhiều vào cái này thì nó vi chết được. Đây này, phân cứt nó đục ra nó ỉa đây này anh em này. Và đây chỗ đám này nữa này. Để phát hiện sớm thì anh em phải thăm nom cây của mình thường xuyên nhé. Nó bệnh gì là mình phải trị luôn. Rồi thì chú Hùng giúp cháu một tay để chú quay cho cháu cái này. Đây là cái thuốc thật ra đây là thuốc sâu đục thân với lại sâu dẹp sáp và các loại sâu quấn lá, sâu tơ này. Thì anh em mua cái gói này như Duy Nghĩa mua là 10.000 một gói này. Gói này thì 20ml thì pha cho bình 25 lít, thì bình 16 lít kia thì sẽ chia ra chú Hùng nhỉ, thì nó rơi vào tầm khoảng hai phần gói, tức 2/3 gói đúng không, ba phần thì mình sẽ lấy 2 phần đúng không? Ừ. Còn 1 phần để lại đấy là bình trong 16 lít kia. Thì giờ chú Hùng đây, chú sẽ quay, chú cầm cho cháu đừng ấn vào đôi kia nhá. Đấy. Đó, quay cho cháu để cho thử hành luôn cho anh em xem. Đấy, chú quay sát ra đây, đây là cái bình 16 lít đấy. Thì anh em lấy cho em theo tỷ lệ vừa rồi đấy là 20ml nước này chia cho 20ml thuốc này
pha cho bình 25 lít nhưng mà em pha một bình này thì là 16 lít thì em sẽ lấy ví dụ bạn gói chuối này là 3 phần thì mình lấy 2 phần. Đấy, thì sẽ cắt ra để ước lượng. Đấy. Thì cứ cầm đây xong anh em chẳng hạn đoán là nước thuốc nó đoạn này thì bấm lên đây. Đấy, bấm lên đây để lấy này. Đây chẳng hạn này. Đấy. Bấm lên đây để lấy này. Đấy. Đấy. Lấy 2 phần thôi. Xem được chưa? Lấy một tí nữa nhé để pha cho 16 lít nước rồi đây giờ Duy Nghĩa sẽ bơm đầy lít bình nước này thì chú Hùng chú quay qua cho anh em những cái cây kia trong khi chờ đợi vì cho lão này máy bơm mà lợn nó kêu quá. Quay qua cho anh em xem vòng đi cho nó là vừa. Này, kéo thành trang trại nuôi lợn ở đây nữa vừa cây vừa chăn nuôi này nữa thì có mà. Đây chú ơi, quay qua đây là đầu đọc đây. Đấy, chúng ta sẽ bơm đầy cái bình nước này rồi. Bình thuốc và 2 phần 3. Còn cái vải kia thì anh em chú ý nhá. Anh em phun vào chiều mát. Riêng thuốc thì anh em phun vào chiều mát. Còn buổi sáng sớm ngày mai nếu mà có phải nắng hoặc là trời không mưa thì anh em phải rửa thuốc luôn nhé. À rửa lá luôn. Rửa thuốc trôi rửa luôn. Riêng thuốc phòng bệnh mà chịu bệnh thì anh em chú Hùng đứng xa ra không bay vào. Đấy. Phòng bệnh và trị bệnh thì anh em phun vào buổi chiều mát, không nên phun vào sáng sớm thì nó quá nắng mặt trời sẽ đâm ra là cháy lá. Thì bây giờ vào chiều mát thì không có ánh nắng mặt trời thì anh em phun. Thì sáng mai là anh em rửa lá luôn. Đây Duy Nghĩa sẽ thực hành luôn, quay rằng này. Đấy. Chú Hùng tranh trách ra tí cho anh em được xem. Đấy, phun hết nhé, khắp các tán lá này. Dưới và trên dưới ở dây vòng này luôn để nó chịu khi sâu nó không được cân. Thì chúng ta riêng vòng mai này phun chứ không phun không được đâu anh ạ. Chú Hùng quay vào gần đây chưa? Đấy. Duy Nghĩa sẽ mô phỏng một vài cây nhé. Đấy, đằng này hướng gió thì chú không sợ đâu. Đấy, quay phun khắp tán lá luôn này. Đấy. Khắp tán lá và dưới luôn này anh em. Đấy, đột cái vòi dưới nhé để những con sâu nó, nếu mà cây nó có thì nó sẽ bị chết. Và Duy Nghĩa sẽ mô phỏng vài cây để anh em khỏi video dài thì chú quay trong thì anh em nên nhớ là phun thuốc bệnh chúng ta phun vào chiều mát tránh ánh nắng mặt trời và ngày sáng ngày hôm sau buổi sáng thì anh em dùng cái bình này phun nước lá, anh em rửa hết lá cho em hoặc là lấy máy bơm xịt toàn bộ cây để rửa lá rửa trôi thuốc thì để tránh cái tình trạng nếu ngày mai nó có ánh sáng mặt trời buổi ban ngày thì nó sẽ thuốc nó đọng trên lá này nó sẽ bị cháy lá thì buổi sáng sớm thì anh em nên rửa lá luôn. Rồi thì video ngày hôm nay là Duy Nghĩa chia sẻ nhanh để phun thuốc phòng bệnh sâu độc thân, sâu tơ, sâu con lá trên cây mai. Thì clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc thì xin hẹn anh em vào clip tiếp theo. Xin chào toàn thể anh em.